Kính chào ngày mới quý vị và các bạn. Hôm nay ngày quốc tế lao động mùng 1 tháng 5 cũng là ngày thứ 3 trong kỳ nghỉ lễ. Thời tiết trên hầu khắp các khu vực ở nước ta đều trong trạng thái nắng ráo. Với miền Bắc không còn những cơn mưa do ảnh hưởng của không khí lạnh và hội tụ gió trên cao suy yếu, khu vực bắt đầu bước vào những ngày trời nắng với nhiệt tăng nhẹ. Nền nhiệt chung đều phổ biến là từ 26 đến 29 độ. Riêng một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ thì có nhiệt độ nhỉnh hơn nhưng cũng không vượt quá ngưỡng là 32 độ. Thời tiết tạnh ráo, có nắng và vẫn mát mẻ nên rất thuận lợi cho các hoạt động vui chơi của người dân trong ngày quốc tế lao động mùng 1 tháng 5. Tương tự như miền Bắc, từ hôm nay trở đi không khí lạnh suy yếu, mưa ở Trung Bộ giảm nhanh xuống diện vài nơi. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế sẽ có nắng trở lại với nhiệt độ tăng dần từng ngày. Còn đối với khu vực từ Đà Nẵng xuống đến Bình Thuận, thời tiết nhìn chung chỉ có mưa ở một vài nơi, ngày trời nắng với nhiệt độ ổn định ở ngưỡng là 31 đến 34 độ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn duy trì thời tiết nắng nhiều vào ban ngày, với nhiệt độ trưa chiều ở Tây Nguyên phổ biến là 31 đến 34 độ, có nơi cao hơn. Còn ở Nam Bộ nhiệt độ là 32 đến 35 độ, riêng miền Đông thì vẫn có nắng nóng với nhiệt độ trên 35 độ. Chiều tối, mưa có thể xuất hiện ở một vài nơi. Lượng mưa không nhiều nhưng nó sẽ giúp cho nhiệt độ ở các tỉnh phía Nam giảm nhẹ. Trên biển, không khí lạnh suy yếu, gió trên khu vực Bắc Biển Đông, trong đó có quần đảo Hoàng Sa sẽ chuyển dần sang hướng có gió đông, sau đó là đông nam, với cường độ phổ biến ở mức cấp 4, thời tiết tiếp tục ít mưa. Trong khi đó, ở khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm quần đảo Trường Sa vẫn duy trì gió đông bắc đến đông với cường độ khoảng cấp 3, cấp 4. Riêng khu vực Nam Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, làm giảm tầm nhìn xa xuống từ 4 đến 10 km. Trong cơn dông cần đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời tiết sáng ngày 1 tháng 5 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Chúc quý vị có một ngày mới tốt lành. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Thank you.